Em sẽ đi từ bài bài đơn giản trước nhá, từ test ở đâu nhá. Ok, mình sẽ bắt đầu mình vào phần for này. Thì for em sẽ bắt đầu từ folder đầu tiên nhá. Em cứ mặc định một cái for i đi. Từ 1 đến 5. Sau đó thì trong này em sẽ dùng cái document write này. Em cứ viết đấy nhá, em sẽ đi sau. Ok. Đấy. Kèm theo dấu chấm cộng. Được chưa? Đó, em in thử nhá. Đó mọi người thấy không? Cộng 2 và 4 này. Thì tại sao nó như thế? Bản chất của for, while hay do while đều giống nhau, tức là nó sẽ thực hiện lặp đi lặp lại một tập lệnh, một khối lệnh nào đó khi điều kiện còn đúng. Thì với for, em biết thêm với while đi. Thì nó bản chất của cái giống nhau nhá, tức là mình sẽ thực hiện lặp đi lặp lại một câu lệnh và một khối lệnh trong phần thân của nó khi điều kiện còn đúng. Thì phần thân của nó nằm ở đâu? Đây mình có một cái cọc nhọn này, mọi người thấy không ạ? Thì cái phần ở trong cọc cọc nhọn này gọi là phần thân của for là đây, hay phần thân của while là đoạn này. Mọi người vẫn nhìn thấy màn hình của em chưa? có Vâng. Và thì cái điều kiện của nó sẽ nằm ở trong phần lõi của thằng while này. Ví dụ như ở với while, điều kiện của nó sẽ là i còn nhỏ hơn 5. Tức là ví dụ ở cái này khi em có i bằng 0, em đi vào đây em kiểm tra 0 nhỏ hơn 5 đúng. Đúng thì mình thực hiện cái việc là in ra giá trị thứ i, đồng thời tăng i lên một đơn vị. Sau khi tăng i được một đơn vị xong, nó sẽ quay trở lại, tức là nếu theo thuật toán ấy, nó sẽ quay trở lại cái while này với i bằng 1. So sánh 1 với 5 vẫn đúng. Còn xuống đây nó in document write với giá trị i mới, tức là cái i bằng 1 đấy ạ. Tiếp tục cứ lặp lại đến khi mà chạy đến i bằng 4. Tại đây i bằng 4 này, xuống đây thì cộng cộng thành i bằng 5 và chạy lên đây. Với i bằng 5, 5 nhỏ 5 sai. Thì khi mà điều kiện này sai thì vòng lặp này sẽ bị phá vỡ, tức là gọi là dừng lại đấy. Thì mình đã in được các số là 0, 1, 2, 3, 4 rồi. Thì đến số 5 nó không đúng, nó không in nữa. Nó kết thúc vòng lặp này. Tương tự với for như thế, cũng như thế. Thì cái let i ở đây nó sẽ tương ứng với các câu này này. Tuy nhiên for nó sẽ gồm 3 thành phần, phân biệt bằng dấu chấm phẩy. Đây là phần gọi như là phần khởi tạo của những cái biến đếm đi. Đây là phần tăng lên này, thì cái y cộng cộng này chính nó giống cái này, và bản chất của cái này cũng giống cái này. Tuy nhiên là cái cú pháp của while và for và while nó khác nhau thôi. Thì điều kiện của nó vẫn là y nhỏ hơn 5, bắt đầu vẫn là y bằng 0, và cái này sẽ tăng lên mỗi khi cái câu lệnh này được làm. Thì đầu tiên mình kiểm tra y nhỏ hơn y bằng 0 nhỏ hơn 5 đúng, thì làm cái này, sau đó quay lên. Thì khi quay lên ấy, nó sẽ làm cái việc này trước. À, làm cái này cuối cùng, tức là tương đương với việc là mình tạo này, so sánh này, chạy câu này. Và đây cái cuối cùng thì mình đánh số, thì đây là số 1 này, đây là số 2, đây là số 3, đây là số 4, thì nó sẽ làm lần lượt theo 1 2 3 4. Thì 4 xong nó sẽ là quay lại số bước 1, à, quay lại bước 2 thôi, không quay lại bước 1 thôi nhá. Mọi người nhá. Không quay lại bước này đâu. Mới chỉ làm một lần thôi. 1 2 3 4. Nhưng sau khi 4 xong thì quay lại thứ 2. Thì với 4 y tăng lên thành 1, quay lại đây lấy 1 so sánh với 5 thì vẫn đúng, thì lại in ra số tiếp theo là số 1 ở đây. Thì nó cũng giống như vòng ngoài, thì in từ 5 lần là 0, 1, 2, 3, 4. Đó. Thì ý nghĩa của việc vòng vòng ngoài ấy là bây giờ ví dụ như bài này nhá, em in các số từ 0 đến 4 thì cách làm cũ của mình sẽ như thế này. Mình sẽ viết rất đơn giản ở chỗ là mình viết cái ra này. Đó. Hay đây bằng số 0. Sau đó mình viết xuống, đây là số 1, đây là số 2, đây là số 3, đây là số 4. Thì bản thân nó cũng in thế thôi, nó cũng in bốn số này ra. Nhưng bây giờ ví dụ em yêu cầu mọi người in 100 số, thì chả nhẽ bây giờ mọi người viết 100 lần cái tập lệnh này, đúng không ạ? Nó rất là dài, nó rất là mất thời gian. Thế nên người ta sáng tạo ra vòng for và vòng while để giúp cái việc là ví dụ em yêu cầu 100, mọi người thay đổi đây thành 100 thôi. Đó đúng không ạ? Và mọi người đặt cái câu lệnh vào đây, thay giá trị này bằng giá trị của y sẽ chạy tăng lên theo từng lần lặp và kèm theo cái giá trị đằng sau. Thì bây giờ em sửa lại cái gì nhé, sửa hai cái này. Cái này phải không? Để cho mọi người dễ hiểu. Đây em làm lại. Mọi người thấy không ạ? Nó sẽ in cho mọi người đúng đủ 100 số luôn. Đó, từ 0 đến 99 đây. Đó, lần lượt theo cấu trúc này. 1.000 số hay 1 tỷ số, bao nhiêu số cũng vậy thôi. Mọi người chỉ cần đặt đúng cái điều kiện này là được.
thì chú ý duy nhất giúp em ở trong for và while là mọi người đặt điều kiện, đừng để điều kiện sai, nó sẽ tránh đến điều kiện sai thì nó sẽ dẫn đến vòng lặp tuần hoàn vô hạn. Ví dụ như đây em đặt đây bằng không chẳng hạn, thì có phải là cái không nhỏ hơn 100 luôn đúng không ạ? Thì cái trường hợp này nó sẽ lặp đi đến mãi mãi mà nó không cần, nó không biết được là bao giờ nó dừng, thì cái này nó gọi là vòng lặp vô hạn. Thì khi là vô hạn nó sẽ dẫn trường hợp một là bị treo máy, hai là sẽ bị tha chương trình. Tóm lại là mọi người để ý cho cái điều kiện này, đừng đặt những điều kiện mà nó không thể dừng được. Ví dụ như đặt đây là bằng y này thì tại sao nó dừng được, vì đây mình tăng y mà, mình tăng y thì kiểu gì cũng có lúc y nó chạy đến 100, nó vừa chạy không phải không không chạy được, nhưng nó tăng từ không này cứ cộng thêm này 1, 2, 3, 4, 5, nó cộng bao nhiêu lần kiểu gì rồi nó chạy đến 100 đó. Thì đấy là cái việc sử dụng vòng for. Chỉ có điều ấy là như em nói rồi đấy, for về while nó sẽ thực hiện cái tập lệnh ở trong này đến khi nào mà cái điều kiện này còn đúng. Thì chỉ có anh giao một cái bài như anh Cường nói ấy, là chia hết cho hai. Thì bây giờ mình nhớ lại, mình viết đơn giản, đầu tiên là bước 1 là mình phân tích điều kiện. Bước 1 phân tích điều kiện trước là số chia cho 2, chia hết cho 2 nó là như thế nào. Nó chính là ví dụ đặt số đấy là number, thì number phần trăm 2 mà bằng bằng 0, thì cái này chính là chia cho 2 đúng không ạ? Thì đây mình sẽ có một cái điều kiện check là cái này bằng 2 này. Đó. Bước thứ hai là mình xác định số lần lặp. Số lần lặp ở đây thì theo yêu cầu của bài toán là 5, đúng không ạ? 5 số đầu tiên thì sẽ là 5 lần lặp. Thì mình sẽ bắt đầu đến đây mình sẽ viết được rồi này. Mình sẽ tạo ra một vòng for trước. Em sẽ viết lần lượt nhé. For, mình khởi tạo một biến đếm y bằng chạy từ 0. Thì đến chạy đến 5 nó sẽ đủ 5 đúng không ạ? Thì mình sẽ viết là y nhỏ hơn 5. 5 ở đây chính là số lần lặp đấy ạ. Thì có phải là 0, 1, 2, 3, 4 nó đủ 5 lần đúng không ạ? Và để cho cái vòng lặp này không bị vô hạn, không bị sai, thì mình sẽ tăng giá trị y lên cho từng lần. Đó. Trong đấy bây giờ mình sẽ in ra giá trị của một số number nào đó. Thì bây giờ ví dụ em khởi tạo bắt đầu em đến, bắt đầu từ em tạo một biến number, bắt đầu từ số 0 đúng không ạ? Được chưa? Thì bắt đầu em check này, em check nếu như đúng không ạ, câu này nếu như cái này chia hết thì in ra, mà không chia hết thì mình bỏ qua đúng không, đúng không anh? Thì mình check nếu như cái number, em sẽ copy cái này xuống nhé, ở đây mình viết lại, tức là cái số này này, số đang chuyển ở đây ấy, bằng chia cho 2 bằng 0, thì mình sẽ in số đấy ra, in ra bằng sử dụng document write, để viết lại document.write cái giá trị number nhé mọi người nhé, chứ không phải là in nhé, mình sẽ in ra giá trị number vì mình in ra số mà, và kèm cho em cái dấu xuống dòng. Cái này thì là viết để cho nó xuống dòng nó dễ nhìn thôi. Ok chưa? Đồng thời là bây giờ khi mà mình chia hết thì mình sẽ in ra, còn mình không chia hết tức là trường hợp L ấy, tức là nếu như nó không chia hết thì mình làm gì? Mình không làm gì cả thì mình không cần L, tức là mình không làm gì thì nó phải bỏ qua luôn, nó sai kệ nó, không cần quan tâm. Nhưng bây giờ khi mà y tăng lên đúng không ạ? Thì bây giờ như thế này thì cái y nó sẽ mặc định tăng lên. Ok, thế thì bây giờ nếu như em viết như thế này thì có phải là chỉ đủ 5 lần đúng không ạ? Và number thì nó sẽ phải chạy 5 lần không đủ. Ok, bây giờ cứ tạm thời viết như này nha. Bây giờ em sẽ có một cái ví dụ. Bây giờ làm sao để số number tăng lên? Thì đơn giản bây giờ mình phải có number bằng 0. Mình sẽ check lần lượt là 0, 1, 2, 3, 4. Thì ở dưới này mình sẽ thêm number cũng cộng đúng không anh? Ừ. Mình tức là bình thường mọi người sẽ có thể thêm number cộng cộng vào trong này. Đấy, mọi người hay viết thêm number cộng cộng vào đây. Nhưng mà mình nên nhớ ấy là dù cái này đúng hay sai, tức là mình có đúng chia 2 hay không đúng ấy, thì cái number nó phải tăng mà, đúng không ạ? Nó đúng hay không nó vẫn phải tăng, chứ mình có đâu mình đâu cần biết là đúng hay không đâu. Nó đúng thì mình vẫn phải check lại, mà nó sai thì mình phải check lại từ tiếp theo. Thế nên là cái number của cậu phải nằm ngoài ít cho mọi người nhé, mọi người chú ý xem cái này ấy. Đó, tuy nhiên nếu như thế này em in chắc chắn được in số 2 và số 4. Đây em in cho mọi người nhé, tạo thời gian để ý nhé. Đây em in cho mọi người này, chắc chỉ có số 2 và số 4. Đó, mọi người thấy không ạ? Số A số 0, số 0, 2 và số 4. Tại sao là như vậy? Vì cái y này của mình chỉ chạy có 5 lần thôi. Nó chạy 0 này, nó chạy 1, chạy 2, chạy 3, chạy 4, nó chạy 5 và xong rồi. Thế bây giờ làm thế nào? Thì mình có thể đẩy cái y cộng cộng này xuống dưới này. Tức là khi mà cái giá trị này nó đúng thì mình mới tăng y. Còn nếu nó không đúng thì mình không tăng y. Đó, bây giờ chạy lại nhé. Mọi người thấy nó đủ, đấy, đủ tạo số chưa? Thì tại sao lại như thế? Bây giờ mình sẽ em sẽ dùng debug nhé, mọi người biết debug rồi đúng không? Thầy chỉ cho anh hướng dẫn nhé. Thuộc này, JS này, quên HTML, chết này, chết này. Đây em sẽ đặt vào đây đi ạ.
Em sẽ chạy lại cho mọi người bài này nhá. Đó, mọi người nhìn nhá. Đầu tiên khởi bằng number bằng 0 này. Đó. Với y bằng 0 và y nhỏ hơn 5. Đó, mình nhảy sang bước tiếp theo này. Tại trường hợp đầu tiên, number bằng 0, phần trăm cho 2, đúng. Thì nó đo human right ra giá trị number ở đây là bằng 0, được chưa? Và đồng thời tăng giá trị y lên thành 1. Sau bước y cộng cộng thì y thành 1 này. Mọi người thấy không ạ? Và number cộng cộng lên thì number sau khi cộng cộng nó sẽ bằng bằng mấy ạ? Bằng 1. Ok chưa ạ? Là 1 này, 1 này, 1 này, thấy chưa? Đồng thời y ở đây bây giờ sẽ bằng 1 vì nó có cộng sau này rồi này. Tuy nhiên, khi mà number bằng 1, mình set if điều kiện number 1/2 sai, nó sẽ không đi vào đây. Tức là nó sẽ không tăng y, nó chỉ tăng number thôi. Mọi người nhìn vậy, nó chạy vào đây này. Đó, thấy không ạ? Nó không đi vào đây. Thì nó không y số 1, nó cũng không tăng giá trị của y. Thì y lúc đấy vẫn bằng 1 này. Đó, y ở đây cũng bằng 1 này. Nhưng number vẫn tăng lên thành 2 sau bước này. Đó, mọi người thấy không ạ? 2 này. Đó, 2 này, 2 này. Nhưng y vẫn bằng 1. Được chưa ạ? Thì đến trường hợp y bằng 2 là mình check tiếp này. 2% cho 2 bằng 0, đúng. Đúng, thì nó sẽ đi vào bước in này. Đó, nó sẽ in ra number bằng 2 ở đây, đúng dòng này. Và tăng thêm y thành 2. Đó, thấy không? Thấy số 2 đây không ạ? Đó, y xuống đây. Thì lúc này y thành 2 này. Đó, number lúc này sẽ thành bất đẳng 2 này. Sau bước này cộng cộng thành 3. 3 này, 3 này, 3 này. Thấy chưa? Thì cái này nó sẽ tính nhá. Nếu như cái này đúng thì nó bắt đầu mới in ra số number, đồng thời tăng giá trị của y để cái y này đạt điều kiện mà nó dừng vòng lặp, đúng không ạ? Thì có phải là mọi người chạy sẽ là 2, 4 ở trường hợp là bằng số 2, số 4, số 6, số 8 thì nó mới đúng, đúng không ạ? Thì khi nó đúng nó mới tăng y. Thì mọi người cứ chạy thôi, sẽ lần lượt sẽ thấy là ở trường hợp số 4, số 6, số 8 nó sẽ tăng y lên, còn lại nó không tăng y. Đó, thì ở đây em biết nó hơi đặc biệt là chỗ là y này nó sẽ y xuống dưới, tại vì mình sẽ không tạo, mình không đặt biến cao để mình đếm. Còn nếu như mình đặt biến cao ấy, mình sẽ phải tạo một biến nhá, cao bằng 0. Đó, bây giờ mọi người sẽ dùng y đúng không? Nhưng mà thực ra y ở đây thì vẫn không y được ở đây, vẫn phải bỏ cái này. Mọi người bỏ cái này luôn. Mọi người đặt cao vào đây. Chọn 5 và trong này mọi người viết cao cộng cộng. Thì nó có khác gì y không ạ? Mình chỉ đặt cái này ra ngoài và đặt cái cao xuống đây thôi. Thì nó cũng chẳng khác gì y cả. Mình chạy lại nha mọi người nhá. Đó, mọi người thấy không ạ? Nó vẫn là cái y thôi, thế nên là thôi mọi người em cứ viết y đi. Cho mọi người quen thuộc, nếu không mọi người cứ thắc mắc là cao là như thế nào. Y bằng 0. Đó, đây là y này. Thì đây chính là điều kiện để vòng lặp đây là y. Để vòng lặp này dừng lại. Và điều kiện này chỉ xảy ra tăng lên khi mà điều kiện chia cho 2 đúng. Thì thứ nhất là nó làm cái việc in ra số number và tăng giá trị của cái điều kiện này. Đồng thời là khi mà cái này có đúng hay sai, tức là nó có chia cho 2 không thì không cần biết nhé. Mình nó phải tăng giá trị của number để mình xét lần lượt là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xét đến khi nào đúng thì thôi. Ví dụ đây em để 120 số đi. Nó sẽ in đủ cho 12 số chẵn đầu tiên luôn. Đó. Tức là khi cái cam, cái y này phải đạt đủ điều kiện này nó mới dừng. Còn không nó sẽ lặp đi lại là lệnh này đến khi nào cái y này vượt quá 20 mới thôi. Thì đấy là tác dụng của for. Thế bây giờ nếu như mọi người mà không học for ấy thì mọi người sẽ làm thế nào? Mọi người sẽ phải viết hàng chục lần cái lệnh này mọi người mới check được. Hoặc là mọi người phải tăng cái biến này lên. Tức là mọi người check với các số khác nhau. Tức là dùng một, ví dụ 10 số chẳng hạn, mọi người phải làm 10 lần cái from này, xong mọi người đoán hay làm cái gì đấy. Thì đây chính là lợi ích của for. Tức là nó sẽ tự động lặp lệnh. Tự động lặp lại, lặp đi lặp lại cái lệnh này đến khi nào điều kiện này còn đúng. Thì tương tự em sẽ viết bài này với while luôn cho mọi người nhá. Mình sẽ có một cái let y cũng bằng 0 luôn này. Sau đấy thì mình sẽ while y vẫn nhỏ hơn 5. Đúng không ạ? Mình vẫn giữ cái bài cũ đấy ạ. Đây mọi người nhìn này. Let y này, let y này, nhỏ ở đây này nhỏ hơn 5 nhá. Nhỏ hơn 5 đúng không ạ? Trong khi cái này còn đúng thì mình vẫn check cái điều kiện này. Mình rất nghiêm túc. Ai có anh nhỉ? Em. Cho anh đi. Đâu rồi? À đây. Ok ạ. Đó. Mình sẽ check cái này xuống. Thì mình vẫn check đúng cái for thôi. Mình vẫn, tức là khi mà cái này đúng thì mình tăng y. Còn không phải chỉ tăng number thôi. Thì đây là em thử cái này đi nhá. Đó, em chạy ra. À, tôi chết sao gì mọi người. Đây em đang để là em chưa tăng number. Em copy cái này xuống nhé. Sorry mọi người, em chưa tăng number. Đó mọi người thấy không ạ? Nó vẫn giống nhau thôi, while với for giống nhau thôi.
Đây em mở này ra cho mình nhìn này. Đó, mình vẫn có 5 bờ này. Em để 5 bên là M1 đi, cho nó khác thì cho nó đỡ bị vàng vàng. Đây, mình có 5 bờ này, đây mình có 5 bờ này. Cái y ở đây nó sẽ y này. Cái điều kiện đây là điều kiện này. Và cái tăng ở đây nó mới là cái tăng này. Thì đơn giản mình chỉ cần hiểu là cái lập cái này này với for và while, cái thân của nó sẽ lặp đi lặp lại khi điều kiện còn đủ. Và mình phải tạo một cái điều kiện làm sao mà cái điều kiện đấy có thể tăng lên, hoặc là đừng để cái điều kiện này sai là được. À nhầm, đừng để điều kiện này vô hạn là được. Ví dụ như mọi người viết như em ví dụ cái không ở đây thì nó sẽ vô hạn này. Đấy mình viết y vào đây thì kiểu gì sẽ có lúc nó chia cho 2 để nó tăng cái y lên. Và cái này là mình tăng cho biến thôi. Mình tăng giá trị để mình tìm đấy ạ. Ok cho anh Cường ơi. Ok rồi em. Vâng, ok thì mọi người cứ tiếp tục làm các bài khác nhé.